Phong thủy coi trọng 3 yếu tố bao gồm môn, chủ, táo. Môn chính là cổng cửa, nơi đó nhận tài khí đi trực tiếp vào nhà. Nếu như ví căn nhà như một cơ thể sống thì cổng nhà được coi là chiếc miệng của ngôi nhà đó. Toàn bộ nguồn sinh khí từ bên ngoài nếu muốn luân chuyển vào bên trong đều phải thông qua cổng, cửa chính. Nhà có ngăn chặn được những điểm xui rủi hay không? Có đón nhận được những nguồn tài khí, may mắn và tốt lành hay không? Quyết định phần nhiều là do cổng, cửa chính. Chính vì thế, trước khi tiến hành xây cổng, gia chủ cần phải nắm rõ được những nguyên tắc về cơ bản về phong thủy để tránh những điều tự kỵ. Thứ nhất là tránh làm cổng xung trực tiếp với đường đi. Nhà nằm ở những vị trí như vậy được coi là cực độc. Nếu biết cách bố trí thì sẽ tài lộc sẽ kéo đến nhanh chóng. Còn không, tai họa sẽ bất ngờ ập tới. Thậm chí gia chủ và các thành viên trong gia đình phải đánh đổi cả tính mạng của mình. Thứ hai là tránh những vật nhọn xung chiếu với cổng nhà. Nếu như các vật nhọn đối diện với cổng chính hoặc cổng chính đối diện với cột điện, cây đại thụ, ngôi nhà khác là một điều vô cùng xấu. Điều đó có thể khiến cho những người sinh sống trong nhà thường xuyên bất an, dễ mắc các bệnh về tim mạch. Nếu như cổng nhà bạn bị phạm vào điều trên, biện pháp tốt nhất để hóa giải là có thể đặt một cặp sư tử đá phía trước cổng hoặc treo gương bắt quái gỗ đào lồi để trấn trạch, hóa sát. Trường hợp 3, nên chú ý đến hệ thống thoát nước, bởi nước chính là yếu tố tượng trưng cho tài lộc của con người. Do đó, nếu để nước từ bên trong nhà chạy ra bên ngoài bằng đường cống, điều đó ngụ ý rằng gia chủ làm được bao nhiêu tiền bạc sẽ thất thoát bấy nhiêu. Do vậy, khi xây cổng, gia chủ cần làm hệ thống thoát nước ngầm để nước thải trong nhà không thoát ra bằng đường ngoài thông qua cửa chính. 4. Yếu tố hỏa sát. Khi xây cổng chính không nên đối diện với nhà hỏa táng, bãi đỗ xe, cây xăng, trạm dừng xe buýt. Điều này sẽ khiến dân cư sinh sống trong ngôi nhà mắc các bệnh về mắt hoặc tim mạch. Thứ 5 là về yếu tố âm sát. Việc xây cổng nhà đối diện với Ủy ban Nhân dân, Viện Kiểm sát, Đồn Cảnh sát, Chùa Chiền, Tòa án, Nghĩa Trang cũng là một điều cần tránh khi xây cổng nhà. Điều đó sẽ khiến cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình dính phải nhiều tai họa, kiện tụng, thị phi. 6. Yếu tố phong sát. Phong sát cũng là một trong những yếu tố gia chủ không nên xem nhẹ. Cổng chính kỵ đối diện với những nơi hoang vắng như là cánh đồng, bởi nó khiến cho những người thành viên trong gia đình dễ mắc các bệnh về thần kinh, dễ cô lập trong cuộc sống. 7. Kích thước cổng chính theo phong thủy. Cổng chính theo phong thủy không nên quá to, cũng đừng quá nhỏ. Điều này vừa ảnh hưởng tới thẩm mỹ chung của căn nhà, vừa mang lại những điều tai họa. Theo phong thủy, cổng chính cao hơn nhà có thể gây nên tuyệt hậu, còn nếu cổng chính quá nhỏ, vận may, tài lộc khó có thể đi vào nhà. Thứ 8 là cổng chính thẳng với cửa chính. Theo phong thủy, cửa chính đối diện với cổng nhà sẽ không có lợi cho những người sinh sống ở đó. Vị trí cổng chính như vậy sẽ khiến cho gia đình thường xuyên bị dò xét. Chính vì thế, khi xây cổng, gia chủ cần xây lệch về phía bên trái hoặc bên phải một chút so với cửa nhà. Cánh cổng nên thiết kế để vào trong, ngụ ý nghênh đón tài lộc, đồng thời để an toàn và thể hiện sự mến khách của gia đình.